Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần trên đài Việt Face TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc từ được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị, thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên liên quan đến việc Tổng thống Putin ra lệnh ngưng bắn tại Ukraine để mừng lễ Giáng sinh chính thống giáo. Hôm thứ Năm, ngày 5 tháng Giêng 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngưng bắn tạm thời đối với cuộc chiến ở Ukraine nhân lễ Giáng sinh chính thống giáo. Lệnh này được ông Putin ban ra theo lời kêu gọi đình chiến kéo dài 36 giờ của Thượng phụ Kirill, người lãnh đạo nhà thờ chính thống giáo ở Moscow, để cho phép các Kitô hữu chính thống giáo tham dự các buổi lễ vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần này. Điều đáng chú ý là Thượng phụ Kirill đã lên tiếng ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine và đã có một bài giảng trong đó ông nói rằng nghĩa vụ quân sự sẽ rửa sạch mọi tội lỗi. Ông Kirill cũng đang có thái độ thù địch về lập trường tại Ukraine với Đức Giáo Hoàng Francis, người đã gọi cuộc xâm lược Ukraine là chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa đế quốc của Nga. Vào tháng 5 của năm 2022, Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi Thượng phụ Kirill hãy đừng trở thành cậu bé giúp lễ của ông Putin. Cũng liên quan đến việc ngưng bắn của Nga, Ngoại trưởng Ukraine cho rằng lệnh ngưng bắn của Nga không được thực hiện nghiêm túc. Ngoại trưởng Ukraine đã cho rằng hành động ngưng bắn đơn phương của Nga không nên được coi trọng. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã viết thông điệp trên Twitter hôm thứ Năm rằng ngưng bắn đơn phương của Nga vào ngày 6 và 7 tháng Giêng 2023 nhân dịp lễ Giáng sinh chính thống giáo là không thể và không nên được coi là nghiêm túc. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đề nghị một công thức hòa bình rõ ràng, gồm có 6 bước, nhưng Nga đã phớt lờ những đề nghị này. Thay vào đó, Nga lại nã pháo vào Kherson vào đêm Giáng sinh Công giáo, phóng hàng loạt hỏa tiễn và máy bay không người lái vào dịp năm mới dương lịch. Một đại diện cho văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác định rằng chính quyền Moscow phải rời bỏ lãnh thổ mà họ chiếm đóng của Ukraine trước khi có bất cứ một điều gì liên quan đến thỏa thuận ngưng bắn tạm thời nào. Trong khi đó, thì Liên Hợp Quốc hoan nghênh lệnh ngưng bắn tạm thời của Nga tại Ukraine. Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm đã hoan nghênh Nga ra lệnh ngưng bắn tạm thời tại Ukraine và kêu gọi chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia láng giềng này. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc là Stefan Dujarric đã nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng tổ chức này hoan nghênh bất cứ nỗ lực nào nhằm chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh, Giáng sinh đại diện cho một thời kỳ linh thiêng đối với cả người Nga lẫn người Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc luôn hoan nghênh viễn cảnh thời kỳ thiêng liêng này được tôn trọng, cùng với việc chấm dứt mọi hoạt động thù địch, dù biết rằng điều này sẽ không thay thế cho một nền hòa bình công bằng, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Cũng vẫn liên quan đến bản tin trên, thưa quý vị, Tổng thống Biden đã phản ứng với lệnh ngưng bắn của Nga. Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã phản ứng lệnh ngưng bắn của ông Putin với phát biểu rằng tôi nghĩ ông ấy đang cố tìm chút dưỡng khí. Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự hoài nghi về lệnh ngưng bắn do Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tại Ukraine cho các nghi lễ Giáng sinh của Cơ đốc giáo chính thống vào ngày 6 và 7 tháng Giêng năm 2023. Hôm thứ Năm, Tổng thống Biden đã nói thêm với các phóng viên sau những nhận xét của ông về vấn đề nhập cư. Ông Biden nói, tôi ngại ngần đáp trả bất cứ điều gì Putin nói. Tôi thấy nó thú vị. Ông ấy sẵn sàng đánh bom vào các bệnh viện, nhà trẻ và nhà thờ vào ngày 25 tháng 12 là ngày lễ Giáng sinh Công giáo và vào ngày đầu năm mới dương lịch. Thì ngày lễ Giáng sinh chính thống giáo có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ ông ta chỉ đang cố gắng tìm một chút dưỡng khí mà thôi. Nhiều người theo đạo Cơ đốc chính thống giáo kỷ niệm ngày lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng. Sang qua các bản tin khác, cố giáo hoàng danh dự Benedict thứ 16 được chôn cất sau thánh lễ an táng tại Vatican. Một đám tang được theo dõi trên khắp thế giới và một di sản bị che mờ bởi những tranh cãi.
Giáo hoàng danh dự Benedict thứ 16 đã được an nghỉ hôm thứ Năm sau một tang lễ có hàng chục ngàn người tham dự tại quảng trường St. Peter. Bị che khuất bởi sương mù, mặt trời mọc trên quảng trường Thánh Peter cũng giống như là cuộc đời của vị giáo hoàng danh dự Benedict thứ 16. Vài giờ trước khi buổi lễ bắt đầu, các tín đồ Công giáo La Mã đã nhanh chóng giành được vị trí quan trọng. Sau khi gần 200.000 người đã đến viếng linh cữu cựu Hồng y Joseph Ratzinger trong hơn 3 ngày, thi thể của ngài đã được đưa ra ngoài lần cuối. 50.000 người đã hiện diện đây quảng trường Thánh Peter để vinh danh vị giáo hoàng đầu tiên đã từ chức sau hơn nửa thiên niên kỷ, khoảng 600 năm thưa quý vị. Một đám đông đã giữ im lặng vào buổi lễ diễn ra nhỏ hơn theo di nguyện của cố giáo hoàng danh dự Benedict, chỉ có một số ít chức sắc tham dự. Đây là một đám đông khiêm tốn so với vào khoảng 1.1 triệu người đã đến tham dự tang lễ của cố giáo hoàng John Paul đệ nhị mà chính Hồng y Ratzinger đã chủ trì hồi năm 2005. Tang lễ hôm thứ Năm đánh dấu một thời khắc phi thường, có 102 trong lịch sử Công giáo. Giáo hoàng đương nhiệm Francis chủ trì tang lễ của người tiền nhiệm đã từ chức và diễn ra trong tình cảnh khác xa so với lần cuối cùng mà một vị giáo hoàng còn sống gặp 10 kế nhiệm. Giáo hoàng Celestine đệ ngũ bị người kế nhiệm bỏ tù khi ông từ chức hồi năm 1294. Trong khi đó thì giáo hoàng Francis với tư tưởng tự do hơn nhiều so với chủ nghĩa bảo thủ của cố giáo hoàng Benedict đã bày tỏ sự tôn trọng lâu dài đối với những người theo đạo Công giáo và đã đọc bài giảng. Đức Thánh Cha Francis đã nói: "Benedict, người bạn trung thành của Thiên Chúa, ước gì niềm vui của bạn được trọn vẹn khi bạn nghe thấy tiếng nói của Ngài bây giờ và mãi mãi." Theo nhiều cách, một buổi lễ hoàn toàn quen thuộc với bất cứ người Công giáo nào. Buổi lễ này bày tỏ lòng kính trọng đối với các tín đồ toàn cầu mà giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng đầu tiên từ châu Mỹ, đã đại diện. Và buổi lễ đã kết thúc khi giáo hoàng Francis cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh thể hiện sự an ủi cho cố giáo hoàng Benedict. Đám đồng tín hữu đã thúc giục, hãy phòng thánh cho cố giáo hoàng ngay bây giờ, giống như họ đã từng hô vang khẩu hiệu cho cố giáo hoàng John Paul đệ nhị. Thi hài của giáo hoàng Benedict đã được giáo hoàng Francis ban phép lành và được đưa đến vương cung thánh đường St. Peter. Quan tài của ngài được niêm phong bằng kẽm, đặt trong một quan tài gỗ thứ hai và được chôn trong tầng hầm ở Vatican cùng với nhiều vị tiền nhiệm. Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu COVID thường xuyên và đáng tin cậy. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lập lại lời kêu gọi liên quan đến dữ liệu COVID một cách nhanh chóng, thường xuyên và đáng tin cậy từ Trung Quốc. Với các trường hợp bệnh dịch gia tăng tại đó, Tổng giám đốc của WHO đã nói rằng có thể hiểu được lý do mà các quốc gia khác muốn bảo vệ người dân của họ. Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus là Tổng giám đốc WHO đã nói: "Chúng tôi tiếp tục yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu nhanh hơn, thường xuyên hơn, đáng tin cậy hơn về số người nhập viện và tử vong, cũng như giải trình sự trình tự của siêu vi khuẩn gây bệnh COVID-19 theo thời gian thực, toàn diện hơn." Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại về rủi ro đối với tính mạng của người dân tại Trung Quốc và đã nhắc lại tầm quan trọng của việc tiêm chủng bằng thuốc chích ngừa COVID có hiệu quả, đáng tin cậy. Cập nhật các quốc gia áp đặt lệnh kiểm tra COVID-19 đối với du khách từ Trung Quốc. Sau khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh buộc kiểm tra COVID-19 đối với mọi du khách đến từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 5 tháng Giêng năm 2023, nhiều nước khác đã có lệnh tương tự. Các quốc gia Liên Âu gồm Pháp, Tây Ban Nha, Ý và công bố các biện pháp độc lập để thực hiện những biện pháp phòng ngừa và chống COVID-19 cứng rắn hơn đối với hành khách đến từ Trung Quốc. Chính phủ Pháp yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính và kêu gọi công dân Pháp tránh đi du lịch không cần thiết đến Trung Quốc. Pháp cũng đang sử dụng và áp dụng lại các yêu cầu về đeo khẩu trang trên các chuyến bay từ Trung Quốc. Chính phủ Tây Ban Nha thì cho biết họ sẽ yêu cầu tất cả hành khách đi máy bay đến từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc là bằng chứng đã chích ngừa. Ý quốc là thành viên của Liên Âu đầu tiên yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách đi máy bay đến từ Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng đã công bố các yêu cầu thử nghiệm COVID-19 cho tất cả du khách đến từ Trung Quốc, cùng với một số quốc gia châu Á đã áp đặt những hạn chế vì sự gia tăng của các trường hợp bệnh. Tính cho đến ngày thứ Sáu thì các quốc gia trên thế giới hiện nay áp dụng luật về COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh, Pháp, Ý, Do Thái, Tây Ban Nha, Morocco, Qatar, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và Mã Lai. Nghiên cứu cho thấy một nửa số sông băng trên thế giới có thể biến mất. Một nghiên cứu mới cho thấy Earth's Glaciers, tức là sông băng trên trái đất, sẽ tan chảy với tốc độ đáng báo động trong 80 năm tới.
Địa cầu của chúng ta có 215.000 sông băng, nhưng các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu vệ tinh để xác định rằng có tới một nửa trong số chúng có thể biến mất vào năm 2100, trong viễn cảnh tốt nhất. Còn nếu như nhiệt độ toàn cầu tăng lên đến mức mà Liên Hợp Quốc dự báo, thì Hoa Kỳ, trung tâm châu Âu, miền Tây Canada và New Zealand sẽ mất gần như tất cả các sông băng. Đó sẽ là một vấn đề lớn bởi vì các sông băng cung cấp nước ngọt cho gần 2 tỷ người sống trên trái đất. Những sông băng này cũng góp phần làm mực nước biển dâng cao khi chúng tan chảy, và điều này có thể đe dọa sinh hoạt, thậm chí đến tính mạng của hàng tỷ người sống ở các vùng ven biển. Cảm ơn quý khán giả đang xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này trên đài Việt Face TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Và sau đây là một số tin liên quan đến giới tiêu thụ, vì 2/3 lực chuyển nền kinh tế Mỹ lệ thuộc vào mức chi tiêu của người dân. Bản tin đầu tiên là Đảng Cộng Hòa Hạ viện vẫn còn mâu thuẫn cho việc bầu chủ tịch mới. Tình hình xảy ra trong 4 ngày qua tại Hạ viện cứ giống như là một cơn mộng lặp đi lặp lại, déjà vu. Đêm thứ 5 và trong ngày thứ 6, dân biểu Kevin McCarthy đã thua lần thứ 13 trong cuộc tranh cử giành ghế chủ tịch Hạ viện, và khiến cho đợt bầu cử chủ tịch năm nay trở thành cuộc tranh cử dài nhất trong hơn 160 năm qua. 20 đảng viên Đảng Cộng Hòa cứ tiếp tục từ chối ủng hộ ông McCarthy và ngăn cản ông nhận được số phiếu cần thiết để trở thành chủ tịch. Trong khi một số người phản đối nói rằng họ sẽ giữ vững lập trường, bản thân ông McCarthy nói cuối cùng ông cũng sẽ nhận được chức vụ chủ tịch. Hạ viện không thể tuyên thệ các thành viên mới hoặc là khai mạc một phiên họp mới của Hạ viện hay cứu sát bất cứ một dự luật nào cho đến khi một chủ tịch được bầu ra. Theo một nguồn tin thân cận với vấn đề, một cuộc họp hội nghị giữa các đảng viên Cộng Hòa đã được hoạch định. Và dân biểu Brian Fitzpatrick, Đảng Cộng Hòa từ Pennsylvania, là một thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện, đã nói rằng chúng ta hiện có 1/3, một trong ba nhánh của chính phủ Hoa Kỳ hiện không hoạt động ngay bây giờ. Đây là một điều rất nguy hiểm cho cho đất nước Mỹ, và nó không thể tiếp tục lâu hơn nữa. Cuộc chiến giữa các dân biểu để bầu ra chủ tịch Hạ viện đã khiến cho hoạt động của Hoa Kỳ bị đình trệ. Dân biểu Hakeem Jeffries thuộc Đảng Dân Chủ từ New York, là tân lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện, đã nói: "Chúng tôi, với tư cách là những đảng viên Đảng Dân Chủ, sẵn sàng, sẵn lòng và có thể hợp tác với họ để tìm ra điểm chung bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, không phải với tư cách là đảng viên Đảng Dân Chủ, không phải với tư cách là đảng viên Đảng Cộng Hòa, mà với tư cách là công dân Mỹ." Cơ hội việc làm tại Hoa Kỳ đạt tổng cộng 10.5 triệu trong tháng 11 năm 2022. Có nhiều cơ hội việc làm tại Mỹ hơn dự kiến trong tháng 11 vừa qua. Dữ liệu của Bộ Lao động, viết tắt là JOLTS, được công bố hôm thứ Tư cho thấy có 10 triệu rưỡi cơ hội việc làm đang tìm nhân viên, cao hơn con số 10 triệu được các kinh tế gia dự đoán. Tính bình quân thì vẫn còn khoảng 1.7 cơ hội việc làm cho mỗi người tìm việc trong tháng 11, là sự không thay đổi so với tháng 10. Sự thắt chặt trong thị trường lao động có nghĩa là người lao động có khả năng lớn hơn để tìm kiếm mức lương cao hơn và từ đó thúc đẩy lạm phát. Theo bản báo cáo, việc thuê nhân viên đã giảm xuống còn 6.06 triệu trong tháng 11, từ mức 6.11 triệu trong tháng 10. Số người bị sa thải giảm xuống 1.35 triệu từ mức 1.45 triệu và số người nghỉ việc tăng lên 4.17 triệu từ mức 4.05 triệu. Các kinh tế gia của công ty phân tích thị trường lao động Lightcast cho biết, mặc dù số lượng việc làm cần người tăng cao hơn mong đợi, nhưng bản báo cáo của Jones có thể sẽ không thúc đẩy một sự thay đổi đáng kể trong lộ trình tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát của Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong thời gian ngắn hạn. Và cũng liên quan đến kinh tế, dữ liệu mới của chính phủ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9. Cục Thống kê Lao động cho biết vào khoảng 204.000 người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào tuần trước. Hãng Salesforce cắt giảm 10% nhân viên. Hãng Salesforce đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đang cắt giảm vào khoảng 10% lực lượng lao động của mình. Kể từ tháng Giêng năm 2022, Salesforce đã tuyển dụng 73.541 nhân viên. Tính đến tháng 10 năm 2022 thì công ty đã báo cáo số lượng nhân viên là 79.824. Salesforce cũng cho biết họ sẽ giảm bớt việc thuê bất động sản làm văn phòng. Hành động này khiến cho họ trở thành công ty công nghệ mới nhất cắt giảm chi phí hoạt động khi tình trạng bất ổn kinh tế rộng lớn hơn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến vùng thung lũng Silicon ở tiểu bang California. Trong một bức thư gửi nhân viên thông báo về việc cắt giảm việc làm, ông Mark Benioff là chủ tịch kiêm đồng giám đốc điều hành của Salesforce, là công ty nhu liệu dựa trên kỹ thuật đám mây, đã thừa nhận số lượng nhân viên đã tăng quá nhiều trong thời kỳ đầu đại dịch COVID-19 trước khi kinh tế bắt đầu suy thoái, và cho biết hầu hết các đợt cắt giảm việc làm sẽ diễn ra trong những tuần tới.
Cổ phiếu của Salesforce đã tăng hơn 3% vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư sau thông báo này. California buộc các công ty tìm nhân viên phải tiết lộ mức lương. Một luật mới có hiệu lực trong tuần này yêu cầu hầu hết các chủ công ty ở California phải tiết lộ mức lương trong danh sách việc làm. Luật này ảnh hưởng đến mọi công ty có hơn 15 nhân viên đang tìm nhân viên để làm việc từ tiểu bang California và bao gồm từ các công ty theo giờ và tạm thời cho đến các cơ hội việc làm cho các giám đốc điều hành công nghệ được trả lương cao. Điều đó có nghĩa là giờ đây nhiều người có thể biết mức lương mà các công ty công nghệ hàng đầu trả cho nhân viên của họ. Ví dụ, quản lý chương trình dữ liệu tại công ty Apple sẽ nhận được mức lương cơ bản từ 121.000 đến 230.000 Mỹ Kim mỗi năm. Một kỹ sư dữ liệu tầm trung tại Google có thể kiếm được từ 126.000 đến 190.000 Mỹ Kim mỗi năm. Giám đốc về dữ liệu công nghệ tại công ty Meta sẽ kiếm được ít nhất là 253.000 Mỹ Kim mỗi năm và mức lương có thể lên tới 327.000. Đáng chú ý, những danh sách lương này không bao gồm bất cứ khoản tiền thưởng hoặc trợ cấp nào mà nhiều công ty công nghệ sử dụng để thu hút và giữ chân nhân viên. California là tiểu bang mới nhất và lớn nhất ban hành luật minh bạch về mức lương cùng với Colorado và thành phố New York. Nhưng hơn 20% công ty trong danh sách Fortune 500 có trụ sở tại California, bao gồm các công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông. Và những người ủng hộ hy vọng rằng luật mới của California sẽ là điểm mấu chốt, biến việc đăng thông tin mức lương thành thông lệ tiêu chuẩn. Tại Hoa Kỳ, hiện có 13 thành phố và tiểu bang yêu cầu các công ty chia sẻ thông tin về tiền lương, bao gồm khoảng 1/4 công nhân ở Hoa Kỳ, theo PayScale, là một công ty nhu liệu tập trung vào so sánh tiền lương. Luật minh bạch về tiền lương của California nhằm giảm khoảng cách về giới tính và chủng tộc, đồng thời giúp cho các nhóm thiểu số và phụ nữ cạnh tranh tốt hơn trên thị trường lao động. Ví dụ, mọi người có thể so sánh mức lương hiện tại của họ với danh sách việc làm có cùng chức danh và xem liệu họ có bị trả lương thấp hay không. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, phụ nữ kiếm được vào khoảng 83 xu cho mỗi 1 đô la mà đàn ông kiếm được. Vụ lừa đảo tuyển sinh đại học, William Singer lãnh án 3 năm rưỡi tù giam. Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo lớn nhất về tuyển sinh đại học ưu tú từng bị phanh phui trong thời gian gần đây sẽ phải ngồi tù sau khi bị tuyên án phạt hôm thứ Tư. Ông William Rick Singer đã bị một thẩm phán liên bang ở Boston kết án 3 năm rưỡi tù giam. Nhưng vụ lừa đảo mà ông ta giàn dựng đã thu hút sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông trong năm 2019 vì chúng liên quan đến những bậc phụ huynh nổi tiếng như Felicity Huffman và Lori Loughlin. Tổ chức lừa đảo này cũng liên quan đến gian lận cho bài kiểm tra tiêu chuẩn vào đại học và hối lộ huấn luyện viên đại học và được biết đến với cái tên chiến dịch Varsity Blues. Đã có hơn 50 người liên quan đã bị buộc tội và lãnh án phạt. Các diễn viên Huffman và Loughlin đều bị kết án tù ngắn hạn trong vài ngày. Tuy các luật sư của ông William Singer đã đề nghị ông ta bị quản chế và giam giữ tại nhà, các công tố viên đã yêu cầu mức phạt 6 năm tù giam và 19 triệu Mỹ Kim tiền phạt. Ông Singer, 62 tuổi, thừa nhận vào năm 2019 rằng đã tạo điều kiện cho sự gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học và chuyển tiền từ các bậc cha mẹ giàu có cho các huấn luyện viên đại học tham nhũng để bảo đảm con cái của họ được nhận vào các trường đại học miễn học phí vì là thành phần lực sĩ ưu tú của các chương trình thể thao. Ông ta đã nhận nhiều tội danh bao gồm gian lận, rửa tiền và cản trở công lý. Công ty Bed Bath & Beyond có thể cho biết họ không còn tồn tại. Người tiêu dùng nên sử dụng phiếu giảm giá 20% của chuỗi cửa hàng Bed Bath & Beyond càng sớm càng tốt. Công ty này đã thừa nhận hôm thứ Năm trong một hồ sơ quy định rằng có lẽ họ sẽ không thể tiếp tục hoạt động như hiện tại. Hồ sơ cho biết chuỗi tiệm đang tìm các khả năng giải quyết trở ngại và hồ sơ phá sản nằm trong số đó. Điều này phù hợp với những gì mà các phân tích gia đã dự đoán trong một thời gian. Cổ phiếu của Bed Bath & Beyond đã sụt giảm hơn 20% vào ngày thứ Năm, chỉ còn dưới mức 2 Mỹ Kim một cổ phiếu và đây là mức giá thấp chưa từng có. Công ty này điều hành vào khoảng 950 cửa hàng và thuê khoảng 32.000 công nhân viên. Việc nộp đơn phá sản không nhất thiết có nghĩa là chuỗi tiệm sẽ đóng cửa các cửa hàng của mình. Một số nhà bán lẻ tổ chức cơ cấu lại mà không có sự thay đổi đáng chú ý nào đối với người tiêu dùng, trong khi những công ty khác thì trở thành vỏ bọc của chính họ hoặc là đóng cửa vĩnh viễn. Lãi suất nợ nhà bắt đầu năm 2023 cao gấp 2 lần so với đầu năm ngoái. Lãi suất nợ nhà của bắt đầu năm 2023 ở mức cao gấp đôi so với một năm trước. Theo cơ quan bán công Freddie Mac thì nợ nhà có lãi suất cố định 30 năm trung bình là 6.48% trong tuần lễ kết thúc vào ngày thứ Năm. Một năm trước lãi suất cố định cho 30 năm là 3.22%.
Lãi suất nợ nhà tăng trong hầu hết năm ngoái và được thúc đẩy bởi việc tăng lãi suất khắc nghiệt của Quỹ Dự trữ Liên bang trong nỗ lực kiềm chế lạm phát tăng cao. Lãi suất đã giảm trong tháng 11 và tháng 12 sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát có thể đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng bây giờ những người mua nhà tiềm năng do dự khi tham gia vào thị trường bởi vì có ít nhà hơn để mua. Kinh tế gia trưởng của Fannie Mae cho biết có một số tin tốt, áp lực lạm phát đang giảm bớt và sẽ dẫn đến lãi suất nợ nhà giảm xuống thấp hơn trong năm nay. Chính phủ Hoa Kỳ thu giữ 450 triệu Mỹ kim cổ phần Robinhood của sàn giao dịch FTX. Chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện các hành động để tịch thu số cổ phần trị giá 460 triệu Mỹ kim có liên quan đến người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị thất sủng là Sam Bankman-Fried. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát động một cuộc chiến pháp lý về quyền sở hữu cổ phần của ứng dụng giao dịch chứng khoán phổ biến. Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản của ông Bankman-Fried và một công ty đã phá sản khác. Bộ Tư pháp nói rằng họ tin số tài sản này không phải là tài sản trong hồ sơ khai phá sản hoặc là chúng nằm trong các trường hợp ngoại lệ của bộ luật phá sản. Bốn thực thể riêng biệt đã đưa ra yêu cầu đòi sở hữu số cổ phần trị giá vào khoảng 460 triệu Mỹ kim kể trên. Ban quản lý mới của FTX đang cố lấy lại tiền cho các nhà đầu tư và khách hàng. Họ làm việc để giành quyền kiểm soát cổ phần từ một công ty cổ phần có trụ sở tại Antigua mà 90% là do Bankman-Fried sở hữu. Người tiêu dùng chi kỷ lục 212 tỷ Mỹ kim mua sắm trực tuyến trong kỳ nghỉ lễ. Việc mua sắm trực tuyến đã đạt mức kỷ lục trong mùa lễ cuối năm 2022 vừa qua. Theo một bản báo cáo mới được công bố hôm thứ Năm, người tiêu dùng đã chi gần 212 tỷ Mỹ kim từ ngày 1 tháng 11 đến 31 tháng 12, tăng 3.5% so với cùng thời kỳ năm 2021. Bất chấp lạm phát cao trong năm qua, phân tích của Adobe đã tìm thấy rằng các nhà bán lẻ đã giảm giá mạnh để thu hút khách hàng trong mùa lễ này. Adobe cho biết rằng trên các danh mục thương mại điện tử lớn, việc giảm giá cũng đạt mức cao kỷ lục trong 2 tháng qua. Giá đồ chơi giảm 34%, đồ dùng điện tử giảm 25% và quần áo được hạ giá gần 20%. Hội chợ đồ dùng điện tử CES khai mạc tại Las Vegas. Tuần này, giấc mơ của những chuyên gia về công nghệ đã diễn ra tại cuộc triển lãm Consumer Electronics Show, viết tắt là CES, tức là Hội chợ hàng điện tử tiêu dùng. Hội chợ khai mạc vào ngày thứ Năm ở Las Vegas, tiểu bang Nevada. 3.200 nhà triển lãm tham gia hội chợ trong năm nay. Họ trưng bày những sản phẩm công nghệ mới nhất và tốt nhất. Một số sản phẩm nổi bật năm nay bao gồm xe đẩy trẻ em tự lái, tai nghe có thể dịch ra 40 ngôn ngữ khác nhau trong thời gian thực và một chiếc thuyền được trang bị các tính năng như neo đậu, điều hướng và khả năng tự cập bến. Khoảng 100.000 người được dự kiến sẽ tham dự hội chợ CES trong suốt 3 ngày và kết thúc vào ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến dưa tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của một số khán giả về vấn đề uống rượu hay là tạm cai rượu trong tháng giêng và những chương trình giảm giá đáng lưu ý trong tháng giêng. Sau đây là phần trả lời. Đầu tiên là phút sức khỏe, tháng giêng ẩm ướt hay là khô ráo phù hợp với bạn. Chúng ta chỉ mới bước vào năm dương lịch 2023 vào khoảng một tuần, nhưng các chuyên gia y tế nói rằng vẫn chưa quá muộn để tham gia vào hai xu hướng sức khỏe đang phát triển trong năm mới. Đó là nên có một tháng giêng khô ráo hoặc là ẩm ướt để giúp người tiêu dùng cắt giảm rượu. Nếu năm mới mang đến một cái nhìn mới về mối quan hệ của bạn với rượu, thì bạn không phải là người duy nhất. Bác sĩ tâm thần Akhil Anand tại Cleveland Clinic cho biết, chúng ta thường uống nhiều rượu hơn trong kỳ nghỉ lễ và đây là cách bồi dưỡng đầu năm mới. Đó là lý do nhiều người đã tham gia vào xu hướng tháng giêng khô ráo, tức là họ kiêng rượu hoàn toàn trong tháng này. Bác sĩ tâm thần Anand nói rằng không uống rượu dù chỉ một thời gian ngắn có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Ông nói khách quan mà nói, bạn thấy lượng đường trong máu giảm, giảm cholesterol, giảm cân. Bệnh nhân thường cho biết tâm trạng tốt hơn, phẩm chất giấc ngủ cũng tốt hơn. Xu hướng tháng giêng khô ráo ngày càng trở nên phổ biến. Năm 2022, chứng kiến tỷ lệ tham gia tăng lên 35% ở Hoa Kỳ, theo CGA, là cơ quan thu thập dữ liệu về ngành thực phẩm và thức uống. Nhưng ngừng uống rượu đột ngột có thể không phù hợp với tất cả mọi người, và đó là xu hướng tháng giêng ẩm ướt. Theo xu hướng này thì bạn không loại bỏ rượu, nhưng cắt giảm đáng kể việc uống rượu. Bác sĩ Anand giải thích, số lượng mơ hồ và phụ thuộc vào từng cá nhân, nhưng mục tiêu là giảm việc sử dụng rượu của bạn và uống có chừng mực. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tức CDC đề nghị hạn chế uống rượu có cồn còn 2 ly hoặc ít hơn trong một ngày đối với nam giới hoặc là 1 ly hoặc ít hơn trong một ngày đối với phụ nữ.
Bác sĩ Anna nói rằng bạn cũng có thể giảm tiêu thụ bằng cách ăn trước khi uống rượu, uống nước lạnh giữa những ly rượu pha cocktail, hoặc là uống thêm nước suối hoặc nước ngọt, cũng như nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình bằng cách nói với họ về kế hoạch cắt giảm rượu của mình. Bác sĩ Anna kết luận, đôi khi bạn phải tránh môi trường có rượu hoàn toàn, nhưng cũng có nhiều cách khác để tận hưởng cuộc sống mà không cần uống rượu. Và kế đến là câu trả lời về vấn đề tiền bạc những chương trình giảm giá trong tháng riêng. Quà tặng ngày lễ đã được trao, nhưng những người săn hàng giảm giá biết rõ rằng tháng riêng có rất nhiều chương trình ưu đãi người tiêu dùng. Trang mạng Deal News gần đây đã tổng hợp một số danh mục mà bạn có thể tìm thấy các sản phẩm đặc biệt trong tháng đầu tiên của năm mới 2023. Các sản phẩm bao gồm dụng cụ thiết bị nhà bếp nhỏ như là máy ép bánh mì panini và chảo điện chống dính. Xu hướng này có thể gắn liền với quyết tâm của người tiêu dùng là sẽ nấu ăn tại nhà nhiều hơn, hoặc là sau kỳ nghỉ lễ, hoặc là có thể là nỗ lực ăn uống lành mạnh hơn. Và các quyết tâm giảm cân trong năm mới cũng ảnh hưởng đến hàng hạ giá mà bạn có thể tìm thấy trên dụng cụ thiết bị thể dục và tư cách thành viên các phòng tập thể dục. Bộ tạ, bộ dụng cụ tập thể dục di động và phụ kiện yoga có khả năng được giảm giá. Nếu thích tập thể dục thì bạn hãy theo dõi các chương trình khuyến mãi đặc biệt trong năm mới. Chúng bao gồm mức giảm giá và miễn mọi khoản lệ phí ghi danh làm thành viên các phòng tập thể dục. Và theo dõi các khoản tiết kiệm đối với những sản phẩm làm đẹp như là son môi và bút kẻ mắt khi mà một số nhà bán lẻ đang cố gắng bán cho hết những bộ quà tặng còn sót lại từ dịp lễ. Deal News cho biết năm ngoái chuỗi tiệm Kohl's đã giảm giá 30% các sản phẩm trong đợt giảm giá chớp nhoáng mùa đông, trong khi hiệu Burt's Bees thì giảm giá tới 40%. Nếu đang tìm kiếm một TV thì bây giờ là thời điểm tốt để bắt đầu theo dõi các đợt giảm giá khi các nhà bán lẻ tìm cách tăng doanh số bán hàng trước trận tranh tài bóng bầu dục Super Bowl vào tháng 2. Tháng riêng năm ngoái chứng kiến chuỗi tiệm Best Buy giảm tới 700 Mỹ Kim cho một số TV. Một danh mục phổ biến khác được giảm giá là sản phẩm trong nhà như là khăn tắm, gối và chăn bông. Để biết thêm thông tin về tiết kiệm khi mua sắm trong tháng riêng, hãy vào trang mạng dealnews.com. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi về chương trình này, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tonythanhthao@vietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.